Trung tâm cây giống trà hoa vàng Tam Đảo xin kính chào bà con. Ngày hôm nay thì tôi lại tiếp tục thực hiện một video ngắn nhân tiện chuyến công tác của tôi đi lên đồi. Tôi kiểm tra nhân công và anh em đang trồng cây. Thì tôi nói là công tác thì rất là oai, thế nhưng thực ra thì từ nhà tôi đi lên đây nó chỉ khoảng độ 500m. Và lại có thời gian quay cho bà con và các bạn xem tình hình hiện trạng thực tế. Thứ nhất, để chứng minh là cây này đã từng có hoa rồi thì bà con có thể nhìn thấy đây, quả trà hoa vàng đây. Đây là dòng Tam Đảo Ensis, độ cao trung bình nó phát triển ở dưới tán rừng là 450m so với mực nước biển. Đây là độ cao thấp nhất của nó. Thì trong video ngắn này tôi sẽ không nói nhiều về trà hoa vàng, và tôi sẽ nói về từng gốc cây trà hoa vàng đang có nhu cầu là muốn bán suốt cái lô này. Thì hiện tại là không chỉ trồng riêng ở đây mà chúng tôi cũng sẽ trồng ở trên khu vực này nữa. Đây là dòng Tam Đảo Ensis và dòng Hakoda thì chúng tôi cũng có trồng ở đây, các dòng trà quý hiếm. Tam Đảo Ensis này là đánh giá là một trong những loại cây trà hoa vàng có chất lượng lá uống gọi là tinh khiết và ngon nhất trong tất cả các loại trà có mặt tại Việt Nam. Cho đến nay thì đây, cây này cây Hakoda. Cho đến nay thì nó vẫn là một trong những loại trà nằm trong sách đỏ được bảo tồn và phát triển. Thì video này tôi muốn mở bán tất cả các cây trà như thế này. Tùy vào kích cỡ của cây thì sẽ có những giá thành khác nhau. Đó. Trồng trà thì bà con có thể nhìn thấy ở đây. Ống nước đây. Ở dao động của những cây trà này giá bao nhiêu thì giá dao động từ 3 triệu đến 10 triệu, 15 triệu cũng có. Đối với tùy từng gốc. Nhìn trong video thì bà con có thể nhìn thấy thân gốc cây nó hơi nhỏ, nhưng thực tế ở ngoài thì vanh nó cũng khá to. Đó. Đây là khu vực chúng tôi trồng chủ yếu Tam Đảo Ensis. Còn trên này là Hakoda và Fani. Hakoda và Fani thì là một trong những loại trà hoa vàng lá to, hoa to, lớn. Chúng ta sử dụng hoa nhiều hơn. Đó. Thì bây giờ đang bắt đầu đến vụ là ra hoa rồi, bắt đầu có lộc rồi. Đây là những bông hoa sớm. Đấy, lụ sớm. Còn là đến khi nó ra hoa rồi thì nó rất là sai. Rất là sai hoa. Đó. Cây này là cây Fanny, lá nhỏ. Tất cả những cây này đều bán hết. Chuẩn bị đến mùa trồng rồi. Tết này thì nó nở hoa rất là đẹp, những cái dòng này nở hoa đẹp lắm. Đây có một cái cây rất đẹp. Úi. Đang bắt đầu ra lụ, ra lộc hết rồi. Khoảng 2 tháng nữa là bà con có thể nhìn thấy. Để chứng minh là nó có hoa hay chưa thì tôi sẽ quay cho bà con trực tiếp là nó có quả rồi thì nó mới có hoa, thì mới có quả. Đấy. Và đây, chúng tôi chỉ để lại một ít thôi. Một ít quả gọi là sót thôi, chứ còn không thì thực tế là hàng năm cũng hái quả làm giống rồi. Bởi vì quả nó không còn để lại nhiều, chủ yếu là thu hoa hết. Hoa ra là thu hết hoa. Đó, đây cây đây. Cây này là quá đẹp luôn. Mấy cây này là dòng Fanny. Fanny thì lá nó thường nó dày hơn, dày mịn hơn. Trên này vẫn còn rất nhiều. Trên này còn nhiều lắm. Đó, cứ thế tầng tầng mà lên thôi, lên đủ 10 tầng. Và sang cả bên này nữa, sang bên này có một tầng nữa, nhưng một tầng lại chia thành 10 tầng. Thì, trung tâm chúng tôi thì chúng tôi trồng cả trên núi và chân núi. Thì đây là khu vực chân núi thì nó sẽ tập trung nhiều cây lớn hơn. Còn trên núi thì nó mới trồng được có hơn năm nay. Cây nó cũng chưa to lắm. 3 năm nữa thì lại có cái lô to. Đây, tất cả những cây trà như này, Hakoda này, là tôi mở bán hết. Trong cái vụ xuân 2023 này là bán hết. Đây có một cái cây thoát thân đẹp lắm. Cho bà con chúng ta theo dõi. Đó. Đó. Về tán rất rộng. Tán này rộng toàn 8 mét thôi. Tán rộng ít nhất là 1 mét. Còn đâu là hơn mét. Đây cây này đẹp này. Quá tuyệt vời. Cái cành này hay không? Đuôi cành vẫn ra lụ. Đấy, bà con có nhu cầu mà mua cây trà hoa vàng dược liệu thì liên hệ trực tiếp cho tôi. Tôi là Biên, chủ cơ sở trại giống trung tâm cây giống Tam Đảo. Sẽ là người trực tiếp làm việc với bà con và cung cấp cây trà hoa vàng cho bà con, từ cây giống đến cây to, để cho bà con chúng ta có thêm
kinh nghiệm để chúng ta trồng. Cái thứ hai nữa là cấp cho bà con những cây giống đảm bảo nhất. Còn bây giờ cảm ơn và xin chào.